Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Tý. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi. Một trong cái tháng những tháng mình đó là tháng tuổi của người tuổi Tý ở trong cái năm Kỷ Hợi. Từ đầu năm đến giờ thì người tuổi Tý ở trong cái năm Hợi thì cũng không có quá nhiều cái sự khó khăn ở trong cái công việc làm ăn. Tuy nhiên là do là năm Tý với năm Hợi là nằm chung trong một cái cung, là nó là Tý Hợi là cục thủy, cho nên là cái phần gia đạo tình cảm cũng nhất là cái phần gia đạo tình cảm của người nhâm Tý nữ mạng thì nó không có nhiều cái sự tốt đẹp cho lắm, có đôi chút buồn phiền, nhưng không phải là người nhâm Tý buồn phiền nhiều, nó cũng chỉ là nhỏ nhỏ thôi, chứ còn không có đến nỗi là xảy ra những cái chuyện quá mà là khó khăn ở trong cái mặt tình cảm. Còn có một cái số tuổi thì người nhâm Tý có một cái số người sinh trong cái tháng mà không thuận thì mới có cái sự chia lìa về tình cảm. Như vậy là mình sẽ coi thử coi là người nhà tuổi Tý ở trong cái tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019 này có cái gì không tốt và tốt. Thì nhìn về cơ bản á, thì nếu mà người ta gọi là năm sinh tháng tuổi mà người nào mà tuổi Tý mà gặp tháng Tý thì nó có vẻ là nó không có tốt đẹp lắm về mặt gia đạo tình cảm. Thường là tuổi mà gặp tháng thì tháng tuổi của mình thì nó sẽ không có được tốt đẹp lắm, và địa chi thì nó lại liên quan nhiều đến cái mặt gia đạo tình cảm. Tuy nhiên không phải tất cả các tuổi Tý đều bị như vậy. Cũng có tuổi Tý rằng dù là do tháng tuổi nhưng mà nó nhờ cái thiên can hoặc cái địa chi hoặc cái bụng mạng, cái thiên can và cái bụng mạng nó tốt đẹp thì nó sẽ là phần nào suy giảm bớt cái sự khó khăn của cái người tuổi Tý ở trong cái mặt gia đạo tình cảm. Rồi, người đầu tiên hết mà mình sẽ xét đến cho những người tuổi Tý ở trong cái tháng này đó là người Canh Tý sinh năm 1960. Các anh các chị Canh Tý thì mệnh là Bích Thượng Thổ, tháng Bính Tý tức là tháng thủy. Như vậy là xét về trụ mạng á, là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng. Là bản mệnh thổ của mình khắc tháng nên là sức khỏe và bổn mạng của mình nó không được tốt đẹp lắm. Tuy nhiên đây chỉ là một phần suy yếu chứ không dẫn đến cái chuyện nguy nan, nguy hiểm đến bổn mạng của mình. Tuy nhiên là khi mà cái bổn mạng nó như thế này thì phúc tinh và tài tinh nó cũng bị ảnh hưởng, thì phá và tài tinh nó dễ hoành hành. Đặc biệt là thiên can với chữ bính của Bính Tý nó khắc chữ canh của Canh Tý. Thiên can bị tháng tư khắc, công việc báo hiệu nhiều cái khó khăn, cẩn thận lâm vào bế tắc, đặc biệt là với các anh nam mạng của cái tuổi này. Nếu như cái tháng này thì nó rất là dễ lâm vào những ký tá giấy tờ, rất là dễ đi đến cái việc mà bị kiện tụng, đáo tụng đình ha, công an rồi này kia. Nếu mà làm cái việc gì đó mà không ngay thẳng thì tháng này nhớ nhìn trước ngó sau. Địa chi thì Tý và Tý là người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm dễ gặp nhiều cái phiền âu lo buồn phiền. Như vậy người Canh Tý ở trong tháng Bính Tý thì có ba cái xét về tử vi thì cả ba cái đều không tốt đẹp. Mạng thì bị thổ khắc thủy là bổn mạng khắc tháng, thiên can thì chỉ bị tháng khắc mình, chữ bính nó khắc chữ canh, công việc rất là không có ổn. Rồi địa chi Tý gặp Tý năm sinh tháng tuổi. Như vậy thì rõ ràng với cái tháng này thì người Canh Tý phải cực kỳ cẩn thận, nhất là các anh nam mạng, từ bổn mạng cho đến công việc và gia đạo, chứ không phải riêng gì phần nào cả ha. Người tiếp theo mình xét cho tuổi Tý đó là người nhâm Tý. Các anh các chị nhâm Tý sinh năm 1972 với mạng tang đối mộc. Tuy là nữ mạng năm nay có sao Mộc Đức, một cái ngôi sao rất tốt về danh lộc và tài vận, tuy nhiên là cũng không hiểu sao là người mình xét là bề ngoài như vậy nhưng mà vận niên vận hạn ở bên trong thì mình muốn nói em Tý năm nay có sao tốt thôi, chứ sao tốt, mạng tốt, mọi thứ đều ổn, nhưng mà không có phải là năm phát huy về cái tiền tài. Có thể là năm tới là năm tuổi, cho nên là trước đó nó muốn lao dốc thì nó phải từ từ xuống, thì năm nay mình thấy nó từ từ nè, năm tới người nhâm Tý
nó mới phải thật sự là rơi vào năm tuổi người ta gọi là trực thái tuế, cũng giống như những người anh, người chị năm nay sinh năm 71 vậy đó, bị trực thái tuế gặp tùm lum chuyện, gặp đủ cái sự khó khăn thì năm tới, chứ có thể vậy là nó làm cái tiền đề, đúng không? Nó phải có dấu hiệu rơi thì không thể một cái bạc rớt xuống đất được, nó phải từ từ rơi xuống. Có thể năm nay là một cái năm tiền đề, cho nên là dù rằng có sao tốt, mệnh tốt, vận niên tốt, hạn cũng tốt, nhưng mà người nhâm tý đến giờ phút này đáng lẽ là nữ mạng, nếu mà với những sao mạng tử vi như thế thì làm ăn mọi chuyện rất là ok, nhưng mà tới giờ này cũng chả thấy là gì hết. Nó không có như mong muốn, không như là cái những sao mạng. Rồi đối với cái tháng Bính Tý này thì người nhâm tý là mệnh tương đối mộc, tháng Bính Tý là tháng thủy, như vậy là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, vì thế phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi. Ok, ngon ha, hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn ở những cái thứ khác. Nhưng thiên can thì chữ nhâm của các anh các chị nó khác chữ bính, tức là thiên can của mình khắc tháng, công việc báo hiệu nhiều khó khăn chống phá. Tuy nhiên là đỡ hơn cái người canh tý là tháng khắc mình, mà này là mình khắc nó, cho nên là công việc có tạo ra sự khó khăn, mình phải bỏ nhiều công hơn, công sức hơn, nhưng mà đều con cái mình vẫn khống chế, mình giải quyết được, chứ không phải là lâm vào bế tắc như những người canh tý. Đỡ hơn một chút xíu. Địa chi Tý và Tý thì năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ có nhiều cái âu lo buồn phiền, đặc biệt với người nhâm tý thì âu lo cho con cái chứ không phải âu lo cho vợ chồng nhiều. Không phải có tuổi có lo cho vợ chồng, có người có tuổi thì vẫn phải sự khó khăn, không vui vẻ với chồng, nhưng đa phần nữ mạng của nhâm tý này thì rơi vào con cái. Đó là những cái gì mà thể hiện được. Như vậy nếu cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người nhâm tý thì được mạng tương sinh, tuy nhiên là công việc thì bị thiên can khắc tháng, cho nên là coi chừng nhiều cái buồn phiền âu lo ở trong công việc. Địa chi cũng vậy, cho nên là nếu như có thể nói thì người nhâm tý ở trong tháng Bính Tý bổn mạng không phải lo lắng, nhất là nam mạng. Tuy nhiên là công việc và tình cảm gia đạo sẽ là những cái điểm mà các anh cần phải chú ý. Các chị cũng vậy thôi, nhưng mà các chị có sao mạng tốt hơn, mọi việc tuy là nó không như mong muốn mình đạt được ở cái công việc, cái bài lọc, tuy nhiên là mình không phải là năm bị mất đi ha. Rồi người tiếp theo mình chia sẻ đó là người Giáp Tý, sinh năm 1984 với mệnh Hải Trung Kim, vàng mà với biển. Người vàng ở dưới biển này thì thường thì kim sẽ sợ hỏa, nhưng riêng Hải Trung Kim thì không sợ hỏa, tại vì lửa không đốt được nước này nằm ở trong kim nữa, cho nên là người này là gọi là kim mà sung sướng đấy ha. Mạng xét về trụ mạng thì kim của người mệnh kim thì gặp tháng thủy là sinh xuất, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng bị suy yếu. Khi mà sức khỏe và bổn mạng bị suy yếu như vậy thì phúc tinh tài tinh ở trong tử vi của mình cũng suy yếu theo. Thiên can chữ giáp với chữ bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của giáp là mộc, bính là hỏa, cho nên là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Thiên can sinh xuất, mạng sinh xuất. Địa chi thì tý gặp tý là thuộc nhóm tự hình rồi, đó là năm sinh tháng tuổi, cho nên gia đạo tình cảm cũng có cái nhiều lo. Như vậy đối với người Giáp Tý ở trong cái tháng Bính Tý là một cái tháng vừa tốn hao về sức khỏe, tốn hao về tài lộc nhưng không quá lớn, gia đạo lại có chút xào xáo buồn phiền. Rõ ràng là nãy giờ thấy xét cho mấy người Giáp mười tuổi Tý ở trong cái tháng Bính Tý này thì không có tuổi nào hoàn hảo cả, tuổi nào cũng hai cái xấu một cái tốt, hoặc là một cái trung bình hai cái xấu, cho nên là Giáp Tý này cũng vậy. Cẩn thận vẫn hơn ở trong cái tháng 11 âm lịch này có khá nhiều cái điều mà không tốt đẹp. Tuy nhiên nó không quá lớn, nó nằm ở trong cái sự khống chế của mình, như cái chuyện mà thiên can đó. Thí dụ giống như là thiên can tương khắc, tháng khắc thiên can đó, thì nó sẽ hao tốn nhiều hơn. Còn này nạp âm ngũ hành chỉ là sản xuất, một là số tiền đó mình bỏ ra để mình
đầu tư, hai là mình đã suy nghĩ rằng mình đặt cái mục tiêu đó, mình tốn hao bấy nhiêu đó cho cái công việc đó ha. Cho nên là mình trăng trong còng khống chế của mình cũng còn đã đi. Rồi người tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các tuổi Tý, đó là người Vĩnh Tý, sinh năm 1996 với mệnh giảng hạ thủy. Người tuổi Bính Tý gặp tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi thì nhìn chung là mình phải nói nếu mà xét riêng từng thứ mạng thủy đồng hàng, chữ Bính đồng hàng, rồi Tý nhưng mọi người nên nhớ 60 tháng thì cái tháng Bính Tý nó sẽ gặp lại một lần, cho nên là cẩn thận nhiều điều. Ở trong cái tháng này thì bổn mạng của người Bính Tý không phải lo lắng. Các em bổn mạng người Bính Tý thì không sẽ bị hao tổn gì bổn mạng. Tuy nhiên là rất dễ có cái chuyện xào xáo ở trong gia đạo tình cảm, cho nên nếu là các em nữ mạng thì mình phải cẩn thận nhiều hơn là nam mạng. Bởi vì Bính Tý giảng hạ thủy, nam mạng luôn tốt hơn nữ mạng đến 30%. Người mà giảng hạ thủy này là khe nước nhỏ mà. Anh hay nói vui mấy đứa Bính Tý là cái khe nước nó nhỏ, nó không có vật cản, nó cứ chảy thôi, và nó càng chảy ra thì nó càng lớn. Cho nên người Bính Tý kiên nhẫn ở một việc nào đó thì càng về sau cái việc đó nó càng sinh ra tài lộc rất lớn. Và người Bính Tý nam mạng thì vốn dĩ ra đường rất là được lòng thiên hạ, nhiều người thương, sự may mắn nhiều, hay có được cái sự giúp đỡ của người khác. Đó là những gì mà người Bính Tý nam mạng sẽ phải cẩn thận. Cả nam lẫn nữ mạng nha, đều phải cẩn thận cái tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý, tháng tuổi của mình luôn. Nhớ nha. Rồi, tiếp đến người cuối cùng của tuổi Tý, đó chính là người Mậu Tý, sinh năm 2008 và 1948. Thì ở cái tuổi này thì một là nhỏ quá còn đang đi học, hai là các bác lớn đang ở chỗ cái tuổi là gọi là an hưởng tuổi già rồi, không có cần phải làm được gì nữa. Cho nên mình sẽ không xét nhiều về phần công việc, cái chủ thiên can, xét nhiều về bổn mạng và tình cảm gia đạo thôi. Thì với cái người Mậu Tý là mệnh tích tình hỏa, gặp tháng thủy, đó là thủy khắc hỏa, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận nhiều cái việc xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Đây là một cái gọi là không tốt đẹp cho lắm về cái sức khỏe bổn mạng của cái người Mậu Tý, đặc biệt là các bác Mậu Tý nam mạng ở trong cái tháng này nó có những cái chuyện sẽ không được ok cho lắm, đúng không? Rồi địa chi là tuổi Tý gặp tháng Tý, cho nên là năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm sẽ không có cái sự tốt đẹp cho lắm, đặc biệt là với bạn nữ mạng. Thì người này cũng đã lớn tuổi rồi, cố gắng các bác thôi, chuyện gì không quan tâm được thì cứ cho qua, chứ đừng có mong rằng là các bác đừng có phải quá nặng nề để mà mình cảm thấy rằng không có vui vẻ ở trong cái chuyện gia đạo tình cảm. Đặc biệt là các bác nữ này thì sẽ có những cái chuyện buồn phiền do con gái mang lại chứ không phải con trai. Rồi, như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 cho tất cả những người tuổi Tý. Bên cạnh cái sự không tốt đẹp về gia đạo tình cảm thì người Canh Tý và Nhâm Tý còn có sự không tốt đẹp về cả công việc. Cho nên là mọi người nhớ phải biết nhu lại ở trong cái tháng này một tí xíu. Những cái thông tin vừa rồi mình chia sẻ hy vọng sẽ là một cái hành trang nhỏ cho các bác, các cô, các chú, các anh, các chị tuổi Tý ứng dụng được vào cuộc sống và có được cái tháng Bính Tý ít cái hoạn nạn, ít cái sự xung đột. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video clip này. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tý được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như là Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, về tuổi của mọi người hoặc là người thân.
Rất vui hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.